vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này mình sẽ chơi đó là một vị tướng gần như đó là anh em làng quên đấy, đó là vị tướng Tara nhá. Ở trận đấu này mình sẽ mang Tara đi lên ta thân. Thì với vị tướng Tara này thì thực sự nó rất chỉ là trâu, rất chỉ là nhiều máu, hồi phục cực kỳ là kính. Nhưng mà tại sao đó là anh em ít chơi? Bởi vì anh em thì theo thiên hướng đó là sốc đám, theo thiên hướng đó là cỡ đồng, nên Tara thì khá là ít sử dụng. Ok, đối đầu với mình thì Zuka thì chắc chắn là Zuka không có cửa nào để ăn được với Tara nhá. Tara đi lên ta thân chỉ sợ ví dụ như follow chẳng hạn thôi. Còn lại thì Tara có sự hồi phục mà, ngáng hoa hoặc là ở trên thể thắng thôi. Rồi Zuka chạy đâu thì đuổi theo luôn anh em à. Mình sử dụng đó là bộ phù hiệu du hiệp nữa nha anh em, nên là pha đó thì cái kết đó là Zuka thám chim. Thế anh em có thể thấy thì hiện tại thì rừng tém địch đó là phám búa xanh, chuẩn bị đó là quả búa đỏ, nó sẽ gánh binh, nên là thấp máu mình sẽ biến về nhá. Thì chắc chắn vòng rừng của nó thì nó di chuyển đó là hàng búa đỏ, rồi nó sẽ di chuyển gánh binh, không gánh được mình thì nó sẽ ăn con giới. Đó là chắc chắn những điều đó là người đi rừng thường làm như vậy. Thì bây giờ mình đó là không lên cao nhá, chắc chắn thì rừng tém địch đang ở gần đấy, đấy là mình sẽ không lên cao. Đó là cùng một cách, đó là khi anh em đi lén ta thân để giữ vị trí tốt nhất nhá. Cái giai đoạn đầu game ăn được con chim là cực kỳ lợi thế anh em ạ. Con chim thì có thể soi map được. Đấy, pha này thì nó đang ăn giới chắc chắn 100% luôn. Đấy, pha này thì mình không làm được gì nhá. Với ta ra thì lên level 4 thì nói chung Zuka đánh thì gọi là không bao giờ có cửa đánh với ta ra nhá. Tâm Zuka hay là ngộ khống gì gặp Tara tắt điện hết. Ok, pha này thì Zuka hết chạy rồi, bị tém mình thì bọc đầu rồi anh em ạ. Uầy, tém bàn cướp kia. Vẫn cá tém mình bị hành sập mặt luôn. Ôi ôi, nó còn chiêu cuối anh em ạ. Thôi không chơi được. Con chiêu cuối không chơi được nhá. Quay trở lại chơi ra anh em ạ. Chạy đấu bộc phá này. Với Joker nó có chiêu cuối thì càng bắn nó càng búp giáp, càng bắn thì càng thốn, nên là pha đó mình không chơi được. Ôi, pha này chơi được. Với Zuka thì mình chơi được nhá. Bật chiêu cuối lên hồi phục kìa. Tạm biệt Zuka này. Trận đấu này mình lên đôi giày hồ về sớm nên anh em thấy Zuka trông trọng lực vào mình mà không mất máu luôn đấy. Ở clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Tara nha anh em. Rồi tạm biệt ra thân yếu này. Cướp hết. Zuka chạy đấu. Ôi, vẫn chạy được kia, hack nào à. Mình sợ nó có chiêu cuối anh em ạ. Cái thằng này nó giữ chiêu cuối lại. Nên là pha đầu mình không dám hổ báo nhá. Cướp chim này, cướp chim này, cướp giới nhá, nhầm. Có con giới vừa tăng tốc chạy vừa có sự hồi phục nữa. Thế anh em nên phát huy cái điểm mạnh của Tara nha anh em. Điểm mạnh của Tara đó là sự hồi phục. Con điểm yếu của Tara là khi gặp những chất tướng khắc chế, ví dụ trận đấu này có sát thương chuẩn, đó là hai gia tế, hoặc là có những vị tướng đó là khả năng hồi phục cao.
Rồi pha này chơi được, hết chiêu cuối chưa? Rồi pha này thằng này hết chiêu cuối rồi. Ui, khốn thế. Chờ nó vào, chờ mình vào tâm trù nó mất chiêu cuối anh em rồi. Pha này thì hãy ra tới chạy đấu, chạy đấu. Lên bảng điểm số này, thích thì chơi Zuka luôn anh em, một máu chấp hết. Một máu đuổi cho Zuka sập mặt luôn. Chạy đấu, chạy đấu, chạy đấu con sâu rồi, ra tên bàn con bó đi. Mình chuẩn bị đó là hồi chiêu cuối tiếp nhá. Double cứu, triple cứu rồi anh em ạ, thân thánh rồi. Ăn màng hơi bị phê luôn anh em ạ. Ranh tinh anh cao thủ mà đánh thế này đi. Ok, về bảng ngọc thì thực tế trận đấu này mình lên bảng ngọc đám cho Tara nhé. Bởi vì đối đầu với Zuka thì mình không quá đáng sợ ấy. Ngọc đỏ mình lên cho nó 5 viên, đó là công vật lý xuyên giáp 5 viên chi màng. Ngọc tím tóc đánh tóc chay và ngọc xanh công vật lý xuyên giáp. Còn nếu mà anh em đối đầu những vị tướng khác anh em lên cho mình, đó là ngọc đỏ tóc đánh màu tối đá và giáp nhé. Ôi, Joker gặp mình phạt chạy bỏ lại con cổ ấy kia. Thì về build đồ mình sử dụng build đồ như sau: áo choàng thân giá, giày hộ vệ. Nếu mà trận đấu nào khống chế nhiều anh em lên giày kiên cường nhá. Áo choàng băng giá để gia tăng cái khống chế. Rồi đến huân chương trói để có khả năng đó là kháng phép. Tiếp đến thì giáp thống khổ và cuối cùng đó là phu chủ trường sinh. Rồi pha này bắn trù đó là bắt Zuka luôn này. Chơi luôn. Này thì Zuka chạy đâu, mình đang con đó là cái bốc phá này nha anh em. Lên bảng điểm số này, 9 điểm hà gục. Ôi ơi, thôi xong rồi, pha này thì đỉnh mạnh rồi anh em ạ. Không có cửa chạy nữa rồi. Với bầu phù hiệu đó là mình lên, đó là sẽ lên cho nó ở nhàng chính. Đó là một cái vào trù thì sẽ được, đó là miễn hiệu khống chế cũng như là giảm đám. Thứ hai thì mình sẽ lên cho nó một lượng máu. Cái thứ ba thì lên du hiệp. Với cái du hiệp này thì có tác dụng đó là làm chậm cùng như là gọi là giảm đám đối phương. Ở nhánh phù thì mình sẽ lên cho nó một cái siêu hồi máu và một cái đó là hào hắc phù thì tăng máu. Nói chung với bộ phù hiệu này thì gia tăng cái khả năng hồi phục và chống chịu nhá. Thế anh em có thể mình tăng trụ thoải mái luôn anh em ạ. Chỉ sợ đó là đối phương quá là nhiều người thôi. Thực tế thì ở trận đấu này mình vẫn sợ đó là hai gia tế, một chất tường sát thương chuẩn. Hắn trực tiếp đó là vào máu của mình, chứ không phải là qua lớp giáp. Rồi pha này chơi luôn đấy, bật chiêu cuối ra chạy đâu. Mình không đánh Ivanet nha, đánh Ivanet thì sẽ không thấm đâu. Ôi ôi, thôi xong rồi, pha này nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hay ra tế dùng cái bảo phím tiêu chuẩn của anh em ạ. Mình không có hiệu ứng khống chế để ngắt đấy, đó là điểm yếu nhá. Trận đấu này rừng tém mình hơi ít tiền anh em ạ, rừng tém mình mới hơn 4 cá vàng kia. Mình 6 cá vàng rồi, rừng mình mới hơn 4 cá vàng, nghe khó chơi. Hơn nữa thì Kiều vẫn thích bị khắc chế bởi râu cớ cực kỳ là lớn nha anh em. Lúc cơ mà có chiêu cuối thì không bao giờ rõ sợ Triều Vân cả. Nếu mà bắt chiêu cuối hợp lý ấy, không để rõ Triều Vân hất túng. Triều Vân mua. Ôi ôi, Triều Vân tên mình làm gì vậy? Ôi, thôi xong rồi, lại bị hành rồi anh em à. Đầu game thì mình xin dừng ấy, nhưng mà Triều Vân không cho. Và cải kết. Rồi pha này mình bắn lên luôn này, 1, 2, 3, 4, uầy 5 người anh em, uầy đông thế. Nhưng mà chơi được quá, có sự hỗ trợ đến từ Mark nữa này, bốc phá diệt được một em này, hai em này. Bắt ra này, có áo cho bắn giá làm chầm nữa nha anh em. Tipper cứu này tiếp đến, uầy không kiếm được cái quá đa cứu rồi. Kiếm quá anh em ạ. Ok pha này tổng tấn công luôn nha anh em, mình thì chuẩn bị đón hồi chiêu cuối rồi, uầy kết thúc trận đấu luôn. Tiêu vân tên mình kia đang ở tỷ đan chạy ra. Ok, bây giờ mình sẽ tăng trù luôn nha anh em. Rocker tém đi ra không còn chiêu cuối nữa và cải kỳ thì bốc hơi luôn.
Ok, và trận đấu kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Bye bye.